Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là cây cải trời. Đây trên tay em đang là cây cải trời đây. Loại này thì nó trên cái thân của nó với cả cây của nó, lá của nó rất nhiều lông các bác nhé. Đấy, khi mình rũ ra cảm giác nó rất là bụi. Đấy. Bên em thì có cung cấp cây cải trời này, cây xạ đen này, cây bìm bịp này, cả cây neo an xoa này, rễ mật nhân này, đủ các loại cây. Các bác cần loại nào thì có thể nhắn tin Zalo cho em hoặc liên hệ trực tiếp cho em. Ngoài ra thì bên em còn cung cấp các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu như bát kích, sâm cau, ngọc cẩu, sâm dương hoắc, nhục trung dung, bọ cạp, tắc kè, cá ngựa, bồ củ, vân vân. Các bác cần thì nhắn tin Zalo hoặc liên hệ trực tiếp cho em. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng của cái cây cải trời này. Cây cải trời thì được mọc ở hoang dại ở trên khắp các tỉnh nước ta và có tác dụng là chính là chữa biểu cổ các bạn. Loại này thì có vị đắng này, hơi đắng này, mùi lòng và tính bình này, thân và lá thì rất nhiều lông. Cái bộ phận dùng thì toàn thể cây này để được sử dụng làm thuốc các bác nhé. Loại này thì có điều trị biếu cổ và làm tan u biếu này, điều trị bệnh lở ngứa ngoài da, dùng dưới dạng ngoài da các bác nhé. Thì nhiều dùng sử dụng thì mỗi ngày mình sử dụng khoảng 3 đến 50 gram dưới dạng nấu nước hoặc là sắc nước uống. Các bác rửa sạch đi, rửa cho nó hết những cái bụi đi, xong cho nước vào bình nấu thôi. Nấu đun sôi khoảng 30 đến 40 phút nhỏ lửa. Sau đó chắt lấy nước dùng trong ngày. Loại này thì rất nhiều bụi. Thân và lông đều có bụi. Loại này các bác kiếm được thì kiếm, mà nếu các bác không kiếm được thì liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng qua đường bưu điện đến nơi các bác lấy hàng thanh toán tiền thôi. Rất là bụi các bác nhé. Các bác có, nếu mà bị biếu cổ thì các bác có thể dùng kết hợp với xạ đen với cả cây xạ đen với cây bìm bịp mình nấu nước uống hàng ngày. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.